Rồi em với cá chào tất cả anh em ha. Và chương trình chiều ngày hôm nay thì tiếp tục cái món chính thức của em anh em nha. Thì món chính thức của em là món công cụ. Đấy, công cụ này, chuyên công cụ. Rồi thì bây giờ chiều hôm nay em quay món công cụ này thì cái hình thức mua bán của bên em là như thế này. Đấy, là ship 30k một đơn anh em nha. Trên 150k lại bao ship anh em ha. Điện 100V. Đấy, tất cả là đều sử dụng dòng điện 100V anh em nha. Đó. Thì hàng bên em thì cọc trước 30%, còn lại bao nhiêu thì em sẽ gửi về đến nhà. Khi mà anh em nhận hàng, anh em vui lòng khui thùng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em. Khi còn shipper đó có vấn đề gì cứ gọi lại cho em giải quyết luôn anh em nha. Anh em đừng để shipper thanh toán tiền đi rồi em không có giải quyết được, anh em thông cảm ha. Đấy, hàng em không dọn luôn anh em nha, em bán xác luôn. Con nào có dây điện em gắm vô cho anh em, con nào không có dây điện xác luôn. Đấy, gắm vô không chạy là đi luôn đó. Rồi, mỗi một máy thì nó có một cái mã số ở phía trước, giá tiền ở phía sau. Anh em nhìn kỹ mã số xong gọi cho em hai cái số này. Rồi em sẽ chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy nha. Đấy, chốt xong, cọc xong em sẽ gửi hàng về đến nhà. Đó, thế là xong thôi. Đơn giản anh em ơi. Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo ha. Rồi, bây giờ vô luôn anh em nha. Đấy. Thì đây còn nhiều. Bán nhiều tiếp anh em. Đấy. Đây là mấy con máy cắt cầm tay đầu like đầu tiên thì video mình chơi con nhẹ nhẹ thôi anh em. Rồi nhẹ nhẹ điếc luôn đấy. Nhẹ nhẹ điếc luôn nè. Đây một con máy quay cam gần anh em. Đấy, này quay cam gần, cam gần thì nó sẽ bị dính cục ngay đây nè. Đó, hơi khó. Rồi cái con này mã đầu tiên, mã nhiêu em? Mã 185. Được, ghi cũng được. Rồi 185. Em này 60k anh em ơi, anh em dồn đơn vô giùm em nha. 60k một con máy. Đó, cốt quay được anh em ơi. Đấy, quay được nè. 60k có dây điện luôn nè. Rồi, điếc. Con thứ hai. Con này này cốt 125 nè anh em, cứng cốt rồi. Đấy, cắm thử chạy không? Cốt thì cứng rồi đó. Rồi điếc luôn em nha. Đấy, con này điếc luôn. Cốt 125 9533 bơi. Đấy. Con này đó, cứng nè, là 130k luôn. Đó. Nè, kêu đánh giá hả? Đây. Đây. Rồi 186 130k luôn. 130 mã 186, chiều nữa mua con kêu em. Giờ là mua luôn. Mua. Rồi, con này có điều tóc rồi nè. Con này có điều tóc mà nó cứng ngắt anh em ơi. Đấy. Cứng ngắt luôn nha. Con này có điều tóc mà cứng. Rồi, xác cho anh em về những con xuôi nè ơi. Đấy. Đây anh em coi. Thử mấy con giá trị nó hơi cao cao tí quay kỹ nè. Mấy con dài 30% thì lướt được. Đấy. Rồi. Rồi 187. 170 anh em ơi, 170k Hitachi có điều tóc anh em ơi, nhưng mà sống chết thì chưa biết đâu. Đó. Con này thì 50-50 nè. Sao anh? Bữa nay có bán mấy cái dao gì đó đúng không? Dạ. Trong này anh đi vòng vòng vô công ty là có. Thành nhờ vô chỉ cho anh cái chỗ mà quay rồi. Từ anh em đợi em xíu, anh chỉ cho ông anh cái anh em nha. Rồi con này nó chạy nhưng mà nó cũng hơi có lửa xíu, cũng không cần dọn đâu nè. Rồi em này 90k anh em, hàng Đài Loan Trung Quốc ha. Đấy, điện 100V 90k một con. 188 90. Đấy. Thì mấy con này thì đúng người đúng nghiệp của em. Đấy. Tư vấn bao giới luôn. Mấy món kia thì em làm thêm thôi. Đấy. Đang ngồi chờ cái món hàng này nó ra này anh em. Đó, nó nhốt lâu lắm rồi. Mấy tháng nay rồi. Rồi con này thì 70 anh em ha, con này 70. Đấy, không biết tem nó không có luôn. Cốt quay được 70k 189 70. 70.000 đấy, 189 70.000.
Rồi 100 90. Con này chạy ok luôn em ơi. Giờ vệ sinh dầu mở mặt bạn vô là mình lụm thôi, không có lửa nha. Con này không có lửa, cốt bự nè. Đó. Quay ok, dầu mở mặt bạn vô nè, nên hơi rung rinh chút xíu nè. Hitachi. Dây điện hơi xấu. Rồi con này 160. Mã 190 160k nha. Đấy. 190 160 luôn. Rồi 191 con này nó đấu dây điện xong rồi cắt ra nè anh em. Đấu dây điện xong cắt ra. Đấu. Băng keo nhẹ em ấy. Rồi con này sát luôn em. Đấy. Hikuki đời 2018. Nó đấu dây điện chạy thì chạy rồi đó, nhưng mà không biết chạy sao đâu anh em ơi. Hả? Sát luôn. Đấy. Rồi con này quay hình thức đầy đủ 191 101 đấy. 101 luôn nè. 191 101. Rồi 192. Rồi điếc luôn 60 anh em. Đấy. 192 60. 192 60k luôn. 192 60. Rồi 193 Ruby. Con này cốt quay được anh em ơi. Đấy. Cốt quay thì ok rồi. Rồi điếc luôn anh em ơi, con này điếc luôn. Đấy. Máy bự lắm nè, con này máy rất là bự ha. To lắm. Rồi 193. 70 anh em ơi. Đấy. 193 70k rồi điên. 194. Con này con Trung Quốc anh em, điện 220 anh em, 220 à. Có một con thôi. Đấy. Ghi 220V nè. Cứng cố coi. Cò bóp luôn nè. Đó. Cò bóp luôn, nó không chạy đâu anh em ơi. Cò thở này miếng nè. Hàng Trung Quốc đó anh em nha. Đó. 80 luôn. 194. 80k anh em nha. 194 80. 195. Đây anh em ơi. Cốt quay được nè. Rồi quay được nha. Quay được nó mạnh, lâu lâu nó sườn sườn cái nè. Em này Hitachi điện 100. Ok luôn. Rồi 230k để dành cho em nó luôn, sát luôn. Máy to nè. 230. 195 230 là con này. Cốt bao nhiêu ta? Này nó bị mờ cái tem rồi anh em ơi. Đấy. 230 rồi ok đi luôn em. Tiếp tục con Hitachi y nhau luôn em. Đó, y nhau luôn. Con này mất cặp thang nè. Cổ góp thì nhìn nó cũng còn không có bị chóc anh em nha, nhưng mà nhìn không thấy được rõ đâu. Đó, nó không có bị chóc. Quay được luôn nè, cốt quay được nhẹ nhàng luôn. Đó, Hitachi cốt 180. Đấy. Rồi con này sát 230 luôn, 196 230. 196 230k. Rồi 197 con này phay 6 ly nhưng mà nó bị cứng cốt mà. Đấy, rồi xác luôn anh em về làm thiết kế nó lại nha. Đấy. Rồi. 120 anh em nha. Phay 6 ly anh em ạ. 197 120 luôn. Rồi 198. Đảo chiều điều tốc còn ok luôn. Đầu 10 ly. Đấy, đảo chiều điều tốc ok, đầu 10 ly. Mã 198 con này 120 luôn em nha. Đấy. Giờ vệ sinh lại nó hơi rào một tí xíu nè. Vệ sinh lại nha, 198 120. Rồi 199 con này điều tốc có, đảo chiều có luôn. Đầu 360W. Đấy. Rồi con này 100k luôn em. 199 100 nha anh em nha, sát luôn. Anh em về tự test giùm em nha. Rồi, con này đầu cổ ra vô được nè, còn cái cốt thì nó cứng anh em nha. Đó. Đầu cổ ra vô được, cốt cứng có đảo chiều đây. Đấy. Bị móp ngay đèn miếng đảo không được. Đấy. Điều tốt có, đảo chiều có, đầu cứng. Đấy.
Rồi mã 200, con này giá 70 luôn. 200 giá 70k anh em nha. Rồi con này 201. Y như con vừa rồi luôn em, mà này bị công tắc nó bị gãy nè. Bóp được điều tóc khó nè. Đầu cổ giờ vệ sinh lại giùm em nha. Điều tóc có, đầu mở có, dây điện có luôn. Đó. Mất cái công tắc ngay đây thôi. Rồi con này mã 201. 120k luôn em nha. Đấy. 201 120 luôn. Rồi 202, con này Toshiba có đảo chiều. Có búa. Đấy. Đảo chiều nó hơi cứng nha, đảo chiều này không qua được nè. Đấy. Đầu 10 ly. Quay được Toshiba. Mất cái tem là 420W. Đấy. Rồi con này 90 anh em nha. Đấy. 202 90. Rồi 203. Vít thật cao anh em, đè xuống nó mới chạy nha. Dỡ lên là sẽ đứng nha. Công tắc nó không bị mát mát này nè. Rồi em này công tắc bị mát mát nữa nè. 80 luôn cho anh em luôn. 203 80. 203 đấy. Rồi 204. Này nó 66 rồi nè. À 66. Đầu rồi. Rồi 50 đi. 66 rồi 50 đi. 204 50k nha. 204 50. 205. Con này không chạy mất luôn cái đầu này nè. Đấy, rồi 40 luôn em. 40k. Rồi, cho đi. Mất cái nút đảo chiều anh em nha, đầu cổ giờ vệ sinh lại luôn. Rồi con này vít mini. Đó. Công tắc hơi cứng nha. Đảo chiều được mà công tắc hơi cứng nha. Rồi vít mini em này 50 luôn. 206 50. Đấy. Rồi 207. Vít. Đấy. Điều tóc đó, đảo chiều. Đó. Đầu cổ ra vô không được. Đó, rút ra. Rút vô không được nha. Con này 125W. Rồi ok. Dây điện có đầy đủ luôn nè, dây điện dài, cái đầu cắm hơi xấu thôi. Rồi 207 170 anh em nha. 207 170. Rồi 208. Còn sót mấy cái bình này nữa nè. Đấy, 208 7V2 Ethelman anh em. Bình này có bình như này nặng lắm. Đầu cổ thì ra vô được, còn cái đầu này quay không được anh em nha. Rồi con này 40k. Đấy, 208 40. Rồi 209 con này 14.4 anh em, mà nó hỉnh đầu hỉnh đuôi rồi anh em ơi. Đấy. Mất thang luôn, nó hơi xấu anh em, giờ lấy phụ tùng anh em lấy nha. Rồi con này 150 luôn. Đó. 150k bao ship luôn anh em ơi. 209 150. Đấy. 209 150k, 14.4 này lấy phụ tùng luôn anh em. Đây nè, chắc còn motor đồ ở trong nha. Nặng lắm. Đấy. Rồi, 150. 210. Này 50 anh em nha. Đấy. Cái này giờ đấu dây test lại nè. Tắt cứng nha em ơi. Đó, điều tắt có nè. Giờ lấy motor đầu khôn rồi nè, 50.000. Em dồn đơn. Con này gãy nút công tắc này nè, đầu cổ ra vô được nè. Quay được rồi, con này 40 đi nè. 211 40. 211 40. Rồi 212. Con này là con không búa Makita, đầu kẹp 13. Đó. Đấy. Búa này nè. Đó. Có búa nha, con này có búa.
xin lại cái đầu anh em ơi. Có điều tóc nha, cái nút này không có nút điều tóc nhưng mà bấm vô nó có điều tóc ha. Đây. Cái này Makita, đây đầu mỡ đây, biết phải đầu mỡ nó không sao nhỏ như ta. Như chắc vậy anh em ha. Cột vô đây nè. Rồi con này 200 có điều tóc 230 anh em nha. Mã 212 230. Đấy. 212 230k dành tiền nó luôn. Con này thì cũng có cái đầu luôn, à, con này có tay nắm. Đấy, nhưng mà nó không có điều tóc, dây điện thì dài, 6 ngay dây điện hay đường dây điện ở đây anh em nha. Đấy. Rồi có búa luôn. À, búa là thường anh em. Đấy. Con này đầu đẹp nha, con này đầu đẹp. Đầu 13 đẹp. Hitachi có đầu mỡ luôn. Con không có điều tóc nhưng mà nó lại có tay nắm, dây điện thì dài to, đầu mở cái đầu 13 nó đẹp nha. Rồi cũng là 230 luôn, 213 230 đấy, 213 230 đây. Con bú nữa nè, con bú đang nằm đây nhiều. Rồi, điếc rồi anh em ơi. Đó. Con này điếc đó. Đầu kẹp 13 con bú luôn, điếc không chạy anh em ơi. Rồi con này 180 luôn em, bao ship nha. 180 anh em giờ tháo nó dọn lại ha. Đấy, 214 180 luôn, cái con này móc ốc ngay đây. 214 180k. Đấy, rồi đi. Rồi 215. Con này là con không búa luôn em nha, Hitachi, đầu kẹp 13. Tính. Cái đầu quay được anh em ơi, quay được nha. Đầu quay được. Chuyển búa ngay đây. Số má nó hơi xấu một tí. Đấy. 150 luôn nè. 215 150k. 215 150 luôn. Đấy. Con này là con boss muốn nó điện 220 sao chạy chậm dữ trời. Móc tem rồi được. Đổi điện em. Cắm cháy bỏ gì đâu mà. Em coi nha, em bấm luôn nè cho nó đổi. À, rồi nó đổi rồi. Đây thường nè. Đó, điện 220 anh em ạ. Hơi có lửa một xíu nha. Hơi có lửa nha anh em nha. Đỡ đi em ơi, đỡ điện đi. Đấy. Điện 220 giờ gắm 110 vô lại nè. Đó, nó chạy tu nó yếu xìu luôn, yếu nhất luôn. Rồi, con này đầu kẹp 13 ly, đầu nó hơi xấu nha. Đấy, có búa. Này, mắc cái tem rồi. Con này giờ gắm điện 220 lụm anh em ơi. À, con này 300 anh em. 216 300 anh em giờ dọn sơ qua cái thang đó tí xíu nữa thì còn cho nó ok luôn cũng được. Đấy, còn nó hơi có lửa xíu. 216 300 điện 220 nè. Rồi con này thì đầu kẹp 13 ra vô bình thường, mất hai cái tay nè nha, hai cái tay. Hai cái tay rồi.
có lửa xíu anh em, dọn được không dọn sao, bao câu bò luôn em ơi. Đấy. Rồi như thế này 340W, 620W, nó để hai loại điện luôn em, à quên hai cái công suất luôn, điện 100V đấy. Rồi em này 320k bao ship nha, 27 320 đấy, 317, à quên 217, 320. Rồi con này thì bù lông ô tô 12V nặng lắm em, đấy, không có dây điện 80 anh em nha, không có dây điện sát 80k luôn, 12V bù lông ô tô nè, xài bằng tẩu thuốc á, 80 này, 218, 80k luôn. Đang phay Makita này nè, mắc luôn cái của góp, nó nhìn vô thấy nó không chóc thôi anh em nha, nhưng mà không biết không, nó còn xa lắm đấy, không thấy được, mắc ốc ngay đây đấy. Rồi con này 120 luôn em, sát luôn. Còn 219 120 luôn đấy, 219 120k luôn nè, 220. Anh em có lấy phụ tùng con này em lấy nha, mất luôn cái công tắc luôn rồi, đây mất luôn công tắc luôn, ốc yếu rồi, khúc trong này còn rin đét nè, này nè vẫn quay được nè, giờ kiếm công tắc lại cái nắp này bỏ vô mất cái nắp vẫn quay được. Rồi con này 170k bao ship nha anh em nha, 170 220 mã 220, giá của em nó là 170k bao ship nha. Con này nó bù lông bào 3/4, đầu hơi rơ anh em à, mà đen thui luôn nè. Điện trăm anh em ơi. Đó. Chạy bị thiếu tu nha. Đó. Ok. Chạy bị thiếu tu rồi. Con này sát luôn anh em. Đó. Hình thức hơi xấu anh em nha, 3/4 đầu hơi rơ luôn. Đó. Rồi con này 400 luôn em. 221 400k đầu 3/4 anh em, đầu to lắm, con này đầu rất là to luôn, 400 bao ship. Đấy, vẫn còn chạy nhưng chạy không đủ tua, nó rin đét anh em ơi. Đấy, không có đụng chạm gì tao nói đâu nè. Đấy, nhà em giờ không có đụng gì con nào anh em, hỏi cũng vậy. Rồi biết luôn nè, Shindawa biết luôn, Shindawa lại Black Docker, hai thằng liên danh. Rồi 150 luôn, 222 sát không chạy, 150, hai chức năng anh em, bố và con thường, còn này nó đảo chiều ở đây, đấy. Bố với lại con thường, rồi ok luôn, rồi 222 150 luôn. Con này 223 đây, mất cái công tắc rồi anh em nè, bị mất cái công tắc rồi, đầu 3/4, con này dài lắm em, góp ở trong thì nè nhìn ok. Vô anh em nè, không thấy được quay nè, đấy giờ cho nó không bị, không bị chóc ra nè, mất cái công tắc rồi nè. Con này 760W, điện 100V nha, đấy thân rất là to, rất dài. Rồi con này 450 cho anh em luôn, 223 450 223 450 450k đấy. Đây. 224 con này Hitachi 1150W. Thiếu đồ anh em nha, con này thiếu đồ nè, thiếu kẹp lưỡi nè, thiếu cử nè. Thiếu kẹp lưỡi, thiếu cử luôn. Chạy ok nè,
chạy ok nha. Thì con này anh em giờ thiết kế là cái nắp kẹp lưỡi nha. Đấy, thiếu nó thiết kế lại nắp kẹp lưỡi. Rồi 224 con này 1.8 anh em nha. Mắc đồ 180. 224 180. Rồi 225. Makita. Cái đầu không chạy nè em ơi. Đây nè, cái đầu nó bị không chạy nè. Đấy. Máy chạy cái đầu không chạy Makita. Có dây điện rồi, con này đỡ cho anh em 180 luôn. 225 180. Đấy. 225 180k luôn nè. Này gãy làm đôi rồi nè. Chạy thì chạy rồi nè, nhưng mà nó không làm nóng được nha. Đó, nó chỉ lạnh thôi. Con này nó không làm nóng được. Này, 100V 1020W. Đấy, hàng của Ishiyaki này. Này, có điều tóc này nè. Chỉnh nóng chỉnh lạnh ở đây sao á? Có điều tóc anh em ơi, nhưng mà này, nó bị gãy cái tay, anh em giờ ráp vô lại nha. Gãy cái tay, test tay. Có điều tóc. Rồi con này 120 anh em ơi. Máy chạy nhưng mà không có ra lạnh anh em, nó còn quên không ra nóng, còn lạnh thôi. Có điều tóc luôn. Rồi, mã 226 120 luôn. Đây, cây súng ngắn đinh. Đấy, Makita Hitachi. Đinh Hitachi. Rồi. Tháo đưa cái này ra nó hơi cứng nha. Đấy. To luôn em. Sắt 100k luôn em. Anh em về nghiên cứu nha. Rồi 227 100 luôn. Thì cái này nó không có mở đinh ra được anh em. Nó không mở đinh ra được. Máy to to thì bóp được. Đấy. Rồi. Điện 100V nha. 100V. Con này còn nhiều mấy bụi gì đây nè. Đấy. Motor thì nó còn. Nấy con này thì em biết cách sử dụng rồi. Này, nấy hút đi mà bỏ sàn nhà hút vậy nè, rồi không biết nó cứu rác nó nằm đâu luôn. Rồi nói chung là con này anh em nghiên cứu giờ mình kho học thôi. Đấy, nó bị mất đồ anh em. Này 80 nha. Có cọc dây nữa nè, dây dài nha, 80.000. Mã 228 80 luôn. Đấy. 80k 228 80. Rồi 229. Đóng gạch men anh em nha, nhưng mà nó bị thiếu cái vòng tròn này nè. Đóng gạch men. Anh em bỏ cái vòng tròn nhựa vô đấm bóp cũng được. Mà. Là máy massage luôn. Này dây điện dài anh em ơi. Đó. 90 cho em nó luôn. Đó. Mã 229 90 luôn. Rồi, okay. Rồi, con này 230. Con này đầy đủ phụ kiện anh em. Tước con này đầu tước dây điện con này làm tước này. Lên điện anh em. Lên điện nhưng mà đây hình như là bị thiếu cái, ví dụ như con này đó, nó có như này anh em, hai con giống nhau. Đấy. Rồi cái đây lên điện luôn.
chạy nè. Anh em giờ nhà đổ nước vô test anh em nha. Con này là test phun nước nóng á. Đó, đang chạy nè. Một con. Rồi, con này 130k luôn em, 230. 130. 230, 130. Mã 230 giá 130 anh em. Anh em về từ đổ nước test nha, anh em bao sống cho anh em luôn. Rồi con này thì bị thiếu đồ nè. Mắc cái nắp này đây, chưa test. Đấy. Rồi con này 70. Mắc cái nắp ngay đây. 231 70. Đấy. 70k 231 70. Đấy, xong luôn. Rồi 232. Con này đấu với điện vô nè, băng keo màu xám là của nhà của em nè. Đó, đấu với điện vô xong là nó, mấy nhỏ nó cắt nó hay đứt gì đây. Đấy. Cái đầu này thì quay vòng vòng nè. Con này cũng dạng phun nước nóng luôn nè. Máy to nha. Đấy, con này sát 100k luôn. Đó, anh em chọn con nào anh em chọn ha. 100. Đây, nãy giờ kêu nó ngồi test cộng điện nãy giờ chưa xong luôn anh em. Đó, anh em thấy không? Quay 4 con máy rồi là test cộng điện chưa xong luôn nè. Lên điện anh em nha. Con này là con lên điện. Này nó có dòi luôn em. Con này nó có dòi. Lên điện rồi. Ok. Con này 170 nè. 233 170. Đấy, rồi anh em về test điện cho quên test nước cho em nha. Test sóng cho anh em thôi. Đấy. 233 170. Con này nó có dòi nữa nè. Đa số con nào nó không sống nữa đây rồi. Quan trọng là cái vòi phun nữa ra. Đó. Rồi, sống luôn nè. Rồi, con này đây, 66 150 đi nè. 234 150. 234 150k luôn. Đây 235 hai con. Hai con vít này nữa anh em ơi. Đó, con này nó báo buộc rồi nè. Đấy, nó bị bởi dựng đây. Với lại con này. Con này còn công tắc, con này mất công tắc nha. Rồi hai con này. Hai con 100 luôn em ơi, một cặp. Hai con 100k đấy. 235 100. 235 100k hai con luôn đấy. 235 100. Sát luôn nè. Đưa 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 cái chui. Đây nè, một cái chui này 7 lỗ nè, còn cái chui này nó 7 lỗ luôn á. Này dây điện rất nhiều. 235 100. Con này con đóng gì đây, con này hồi nãy hơi vui vui nha. Giống không thấy vô điện anh em ơi. Cái đầu cao su gì đây, không nặng lắm nè. Đấy. Rồi, con này để cho anh em 60 đi. Đấy. Anh em giờ tháo ra nghiên cứu nó nha. 236 60. 236 60k, đấy, 60. 60.000. Còn cái này là cái gì nữa nè, hả? Ni tu lôi đây. Dây điện nó sát lắm à. Có cục điện này nè. Rồi, 40 luôn. 237 40. 40k anh em nha, 237 40 luôn. Này số khi biết gặp điện này nè. Biết gặp của Nati nè. Đây biết gặp của Nati nha. Rồi sát luôn. Rồi sát 200k luôn em nha. Đấy. Biết gạch 238 200. 200k dành cho em nó luôn. Đấy. Rồi 239. 5 nóng. Rồi nóng lên em nha. Rồi nóng luôn. Nóng anh em nha, nhưng mà cái này nó
như dặn lại. Nóng rồi, cây này nó nóng nhưng mà cây gỗ này nó à, tháo vít ra dặn vô lại anh em nha. Đó, tháo vít ra dặn vô lại. Rồi, 50 anh em nha, 239 50k. Điện 110 anh em nha, 239 50. Này nó nóng luôn anh em nha, mất cái đầu dòi rồi. Rồi 30 luôn. 240. 30. 240, 30k luôn. Nó nóng nhưng mà nó mất cái đầu rồi nè. Đây nè, bị tét rồi nè. Đấy. Cây này to dài nha, là sát luôn. Đó. Anh em giờ làm lại con dây. Đấy. 30 luôn anh em, 241 30 luôn. Không tét luôn em. Này nó có hai đầu dài. Dây điện đó, đó. Không tét luôn nè. Dây điện hơi xấu anh em giờ làm đường dây điện là nha. Cây này rất là to luôn nè. Đấy. Rất to. Có cục đồng này nè. Đó. Đây, cục đồng. Rồi, con này 100k luôn em nha. Cục đồng. Mã 242 100 luôn. 100k dành cho nó chắc luôn. Ba cây bắn keo này ngồi chờ nó lâu lắm anh em ơi. Rồi, ba cây 50. 243 50. Ba cây bắn keo anh em nha. Ba cây một lần 50.000 luôn em nha. Rồi con này là con cóc đạp. Cóc đạp anh em, này một đường dây điện đây. Cóc đạp. Rồi, 100 luôn nè. Đấy. Cóc đạp 244 100 luôn. Mã 244 đấy, đặt nhỏ thôi nè. Con này đặt là đặt vừa thôi. Này cái gì đây? Cao tình San Kio La Gie. Đây nó có chữ La Gie đây nè. Đây. Hai viên binh tiểu nè. Hai viên binh tiểu. Máy này là bằng nhôm luôn nè. Bằng nhôm nè. Rồi, con này đến em 130 anh em nhìn nghiên cứu luôn nha. Xác luôn, 245. 130 245 30. Này 246 súng gì đây đấy. 246 súng gì đây. CB không có anh ơi. Hết luôn. Sạch luôn. Đây mẹ mẹ cái đầu gì đây đấy. Rồi cây này đây, 80 đây nè đấy. Nghiên cứu luôn nè. Em yêu học 80 246 80. Vít gì đây? Bật lên bóng điện lên nè. Vô bóng điện lên nha bạn ơi. Tối quá vậy. Cái này nó chạy nè em ơi. Cái này cái đầu kẹp nó như thế này nè. Sao tối tối nè. Đầu kẹp nó đó, nó dày rồi anh em ơi. Chạy nha. Bảo chiều nằm đâu không thấy luôn. Nè chạy ra anh em. Chạy ra. Lau ép ben gì đây. Đấy, chạy ra khỏe y như giờ. Rồi này 100k đi nè. 247 100 luôn. 247 100 này. 248 con này như mấy khò này nè. Đó, mấy khò khò nóng quá nè. Nè cái đầu đó nè khò nóng luôn. Rồi cây này hên xui 80 luôn. Đó, nó nhẹ lắm nè. 248 80 ừ luôn. Còn con này 249 con này được con cái mã nó nặng nè. Đầu nó quay cái gì đây nè. Mớp miếng ngay đây. Fuji test gì đây.
7 đời sợi 76V. Rồi, này 60 luôn. 249 60. 249 60. Còn cục này cục gì đó nè, nặng lắm. In ấn số vậy này nè, đó, in số vậy. Biết cục gì luôn này. Nippo vậy đây nè. Ấn ấn cái cục gì á. Này đới này mặn dám ăn luôn. Rồi, 80 luôn nè mày. 250 80 anh em nhìn nghiên cứu luôn. Đấy. Cái này đứng đầu à, quay được rồi, 30 luôn. Quay được 251 30. Đấy, 251 30. Đây. Này nó có cái gì nè, có công dụng gì nè anh em. Anh em coi giùm em nha. Đấy. Bất cái đích này nè. Rồi cái cây này đợi cho anh em 40.000 anh em về nghiên cứu luôn nữa, sắt nó dày nữa. 40 luôn, 252. 40. Không cho anh em dùng đơn dễ dễ. Rồi 253, con này cũng bơm nước nè. Rồi dây điện sát luôn nè. Cái vỏ này nó bị mớp mớp méo méo thôi, nên có cái motor trong đây nè. Đấy. Giờ chỉnh lại cái vỏ, công tắc nằm này đây. Chỉnh lại cái vỏ nha. Rồi, bơm mini. Rồi, con này sát nặng luôn nè, 18 nha. 253 180. 253 180k luôn. Con bỏ nó đi. Coi còn được không? Đây con bơm chìm quên con bơm mini nè em, Ryobi. Đấy, Ryobi 300W điện 100V. Số 6 này nè. Rồi con này 130 đi. 254 130. 130 luôn nè, 254 130 luôn. Rồi 255. Rồi đầu kẹp đầy đủ, điều tốc có luôn. Rồi con này 255. Điều tóc có, đầu kẹp đầy đủ anh em, 130 luôn. Đấy. Điều tóc bỏ lưỡi đầy đủ, 255 130. Rồi 256 con này thì đây. Có điều tóc, có đỡ lưỡi nhưng mà đỡ lưỡi thì mình mất cái viên bi rồi. Đỡ lưỡi thì mất viên bi. 310W của Makita luôn. Điều tóc luôn nè. Rồi con này 256 150 luôn em. Có điều tóc, có đỡ lưỡi mà đỡ lưỡi nó mất viên bi rồi. 310W nha, có cái mũi luôn. Rồi 150k luôn, 256 150 luôn. Rồi 257. Điếc luôn. Con này điếc luôn, Ruby. Rồi. 70 luôn. 257 không chạy. 70k luôn. Đấy, 257. Rồi, con này là con GB. Giờ vệ sinh qua phát là được con em ơi. Đó, rồi con này 258. Này nó nhỏ công suất anh em. 80 luôn. 66 nha. 258 80 luôn. Này nó mất con lục giác thôi. Đấy, còn miếng kẹp lưỡi nè, nhưng mất lục giác thôi, đỡ lưỡi có. Điều tóc có luôn. Rồi, 120 luôn, 259 120. Con Ethicman này nè, con này là con Ethicman. 180W. Đấy. Rồi 120 luôn. 259. 260, con này điều tắt có, đỡ lưỡi có luôn. Rồi
Rồi, điều tóc có, đỡ lưỡi có, chạy nó hơi nhá lưỡi tí xíu, anh em về xin lại dòng mỡ các bạn vô ha. Rồi, 150 luôn. 260, 150 luôn. Đây nè em ơi, tiếp tục con này thì nó điều tóc có luôn, đỡ lưỡi có luôn, hàng Sinco ha. Mất cái công tắc này nè. Con này mất công tắc rồi nè. Rồi, con này để cho anh em 70 luôn nè em ơi, 70k nha. 261 70. 261 70. Rồi, 262. Mà cái đầu thụt ra thụt vô nó không ra anh em nha, này nè. Có điều tóc nhưng mà đầu thụt ra thụt vô nó không ra. Rồi con này 80 cho anh em luôn, 262 80 luôn. Đấy. 262 80. Rồi 263 dư lỏng. Rồi. 220W anh em nha, điện 100V. Đấy, nó có đỡ lưỡi thôi, nó không có. Rồi 100 luôn, 263. 100 không có điều tóc nhưng mà có đỡ lưỡi nha. 263 100. Rồi qua mấy đục anh em ơi. Đục 17 ly. Con này không có dây điện. HM2 H41SA. Đấy. Rồi con này 250k sát luôn, anh em về test hết xui nha. Đó, 264. 250 luôn. 250 là bao ship rồi anh em. 264 250k luôn. Rồi 265. Mới nhá chạy cái xong đứng luôn anh em ơi. Chạy cái xong điếc luôn. Con này nặng DH40S nè, DH40S. Rồi 300 luôn, 265. 300, 300k nha. 300 sát luôn, nó mới nhích cái nào thì nó đứng luôn à. DH40, đục này hình như đục 17 sao á. Đấy. Đục 17 ly á. Đưa em, đây nè. Ốc yết rồi còn ok nha, 265, 300. Đây. 300k. Chạy có lửa anh em nha, con này chạy có lửa, dây điện đấu đục 17 ly, chạy có lửa. Rồi con này đợi anh em 270 đi anh em, 270 nha, anh em về tự dọn giúp em nha. 266 270. Rồi tiếp tục con này 2 HR 3520, đầy đủ nè, đục 17 ly nha, HR 3520. Rồi con này xác cho anh em luôn, 300 bao ship nha. Đấy. Đầy đủ. Thiếu mỗi cọng dây thôi. 300. Còn em mình test ra từ từ, quay con này thôi. Test ra cho nó ra. Em test luôn, test. Còn cắt thì cắt cho hết luôn em. Chạy thiếu tua nè. Con này chạy thiếu tua nha, đó. Mất tem luôn, hơi xấu xấu nha. Đấy, mất tem. Hơi xấu xấu. Rồi con này 267 300 luôn em nha. Đấy, chạy thiếu tua Makita đục 17 ly, 267 300k luôn. 267 300 rồi, đi luôn em. 268 thì con này nó là đục 17 ly, vừa khôn vừa đục đây nè, đục 17 ly vừa khôn vừa đục. Yeah.
vô nó không đục được anh em ơi. Đó. Rồi. Em này. Bỏ cây vô nó không đục được nha. Rồi, con này để cho anh em 450 nha. Đấy 450k chạy thì ok rồi. Anh em giờ test thêm cái phần đục nha, bỏ mũi vô phần đục nha. 450. Rồi 268 450k dành cho em nó luôn anh em ha. Đấy. 268 450 luôn. Rồi con này 269. Rằng cái test chạy HR3520. Rồi con này 350 luôn. 269 350. Rồi ok, 269. Không test đục nữa anh em nha. Hả? Test đục nữa nó lên giá khác nữa. 269 350. Rồi ok. Rồi mưa. Rồi, con này thì anh em giờ lấy cái xác nha. Đây, đây cốt thì vẫn còn quay được. Đấy. Cốt vẫn còn quay được anh em nha. Con này mất tem luôn. Đấy, anh em giờ lấy xác đi. Rồi 180 anh em nha. Con này 180k gãy đối chân cái này nữa nè. Đấy, nặng lắm, con máy này bao to luôn. 270 180k luôn. 180k luôn. 270 180 luôn. Rồi tiếp tục 271. Rồi kẹt công tắc nè, bóp nó không vô nè mà. Rồi con này 70 cho anh em luôn. 271 70. 271 70k luôn em nha. Mất luôn công tắc luôn rồi nè ơi, con này mất luôn công tắc rồi. Rồi con này 60 luôn, 272 60. Rồi, xác luôn nè, 272. Con này công tắc mát mát nha, cái này nó rung rinh luôn nè. Công tắc mát mát. Rồi, 70 luôn, 273. 70 luôn, đấy. 273. 70k. Anh em giờ chỉnh lại nha, công tắc mát mát với lại cái chân nó đới nó bị rung rinh đó. Rồi 90 luôn, 274 90. 90k dành cho em nó luôn, 274 90. Con này Ruby đó, có điều tóc này nè. Dây nó ngắn rồi nè em ơi. Công tắc bật qua bật lại được nha. Con này là nhắm xoay, nhắm tròn. Rồi, 120 luôn. 275 120. 275 120k luôn. Nhắm xoay, nhắm tròn. 275 120. 276. Con này nhắm xoay luôn, không có điều tóc đâu anh em ơi. Đấy. Rồi. 100 luôn. Nhắm xoay. 276 100. 100k 276. Rồi nay 27 cái này nó bị mất cái một con tán nè, còn ốc thôi, mất một con tán nè. Rồi 277 150 luôn nha. Con này cắt gạch lỗ 80. Mất hình con tán này nè. Đấy, nó mất hình con tán nè, 277 150 luôn. Này lưỡi nó hơi cong cong rồi nè, đấy. Mất luôn cái đồ này. Đấy. Rồi, con này 150 luôn anh em về nghiên cứu nha. Đấy, nó bị mất cái đồ này nè. 150 luôn. 278 150. Ma đình gia băng này. Rồi ok. Xác luôn đây. Con này bị gãy rồi. Bỏ đi.
Em này là máy pin, nó có cái bình trong này. Máy pin này 10V8 này. Xoay được anh em ạ. Rồi 130 luôn. Nó không có lửa 160 nha. Hôm nay nó có cái bình trong này. Anh em giờ đủ thiết kế cái bình nhỏ vô. Đó là mở quốc, điều nó hơi nặng á, bỏ bình vô. Rồi 279 130. Con này cắt gạch hay cắt gạch bê tông ơi. Lửa lỏng dữ đi. Con này lưỡi lỏng xịt cũng sạc luôn em. Tháo ra coi luôn. Rồi, test trước rồi ráp lưỡi vô sâu anh em. Lỏng lỏng nhìn ớn quá. Rồi con này điếc anh em nha, con này điếc nha. Đó. Cốt vẫn còn quay được nhưng mà nó bị điếc rồi. Rồi, con này sát 250 luôn anh em, về tự dọn lại giúp em nha, gắm nó không chạy đâu nè. 250 luôn đấy. Mã 280 giá 250. Mã 280 giá 250 luôn. Rồi con này thì hơi cứng anh em ơi, đấy, nó cứng ngắt rồi. Phải hơi cứng nên là cứng luôn rồi. Lưỡi 90 này tô qua lưỡi chín mấy 94 anh em ơi, lưỡi to lắm. Đấy, rồi con này sát 150 luôn anh em về dọn ha. 281 150. Đấy. 281 150. Tay bào mai guitar nè anh em, còn cặp lưỡi nè với lại bộ vỏ nè. Mất cái đới này thôi. Đấy. Mất cái đới này. Cặp lưỡi còn ok nha, mai guitar anh em nha. Đấy. Mà mất cái này. Rồi con này sát 120 luôn em. 282 120. Bộ vỏ cặp lưỡi còn, ruột còn. Anh em giờ lấy cái gì anh em lấy ha. 282 120 luôn. Rồi 283. Con này bị kẹt cái lưỡi này nè, bị kẹt cái lưỡi này nè, quay không được. Lưỡi 125 1050W. Bị kẹt cái lưỡi rồi. Rồi con này đới nhôm anh em, 150 luôn. 283 150. Rồi 284 con này cắt gỗ nè. Đấy, ngày qua bán cái lưỡi bào anh em ơi. Cái lưỡi bào Makita là con máy này bỏ vô được nè. Đấy anh em giờ lấy thêm con máy giờ nữa, bỏ cái lưỡi bào vô thành con máy cắt gỗ nữa. Đầu con máy máy bào nữa. Chưa có vô khớp này nè, này nè, chưa vô khớp này nè. Đấy. Rồi con này anh em giờ dọn lại luôn nha, nó chưa vô khớp, nó dặn này nè, vô khớp lại này nó chạy mới nổi nè, dính cái dây con ro trong đó. Rồi em này 150 luôn. Mã 284 150. Anh em về tháo dọn lại luôn nha, vệ sinh lại luôn. 284 150. Rồi 285. Điếc luôn hả? Đứt dây anh em ơi, con này bị đứt dây nè. Bấu dây điện sao bị đứt nè. Cắt này ra, để kéo cắt này ra, bấu dây điện bị đứt. Họ đấu dây điện đấu kiểu gì vậy anh em? Dây điện đấu rồi mà nó đấu kiểu gì á? Thấy cọng dây đỏ nè ra nè, còn cọng dây đen, cọng dây trắng nè, hai cái nó gặp lại nè.
điện luôn. Đó. Anh em giờ đấu lại còn gì giùm em ha. Rồi, lưỡi nó có hơi dăm nghe anh em tí xíu, anh em giờ mài lại luôn nha. Đấy. Rồi, con này. Giờ anh em tự đấu giùm em ha. Rồi 4.8 luôn, 285. 480. Hai tám lăm, 480. Rồi con này lưỡi cắt sắt là lưỡi bỏ đây anh em ơi, lưỡi này lưỡi con mè, lưỡi xấu lắm à, bỏ đi. Có lưỡi nhưng mà nó vẫn có thắng nha. Hết qua lớp thang dừa hết lửa luôn. Rồi con này đỡ anh em 250 luôn nha. Đấy. 250 nó bị mất miếng ngay đây. Anh em giờ thay cái lưỡi xài thôi, lưỡi 180 gì đó. Con này xin qua cắt tu nhanh anh em, cắt sắt hợp kim tu nhanh á. Anh em bỏ lưỡi cắt sắt hợp kim tu nhanh vô. 286. 250. 256 250. Rồi con này 287 Siburia. Này không có chân đâu nè. Rồi con này chạy nha. Này ống 5 anh em nha, ống này ống 5 á. Đấy. Ống 5 á. Đâu. Mất cái miếng cao su bên này. Đấy. Máy thì vẫn chạy bình thường, thì nó không có chân đâu nha. Rồi cái này 25 cm nè, còn cái này có đây là 23, từ đó qua đây 23, còn cái này đó là 16 nè. Rồi con này 550 nè em nha. Đó. Đây ok, anh em giờ bỏ chân vô là được. 1700W. Điện 100 rồi. 287 550 luôn. 287 550k dành cho em nó luôn. Rồi. Con này đi mình gãy cho chai đi. Nặng lắm. Có làm á, không có làm. Con này bị gãy cái tay nè nha, gãy cái tay nè, cái tay chéo nha, bị gãy cái tay. Con này chạy ok. Thì xin qua nó là 12A là 1140W anh em. Rồi 288 con này 170 luôn em nha. Đấy, 288 170 luôn. Mất cái tay rồi, chạy cái tay 170k 288 đi luôn. Rồi 289. Hơi có lửa xíu nè, xích nó bị trùng ra nè. Giờ gắn lại xích là được. Đấy. Máy chạy. Mất cái nắp nhớt luôn nha. Rồi 290. À quên 289 chứ. Rồi con này 170 luôn em ơi. Đó, 289. Giờ lát lại cái nắp nhớt anh em. À, đây với lại cái cộng xích luôn. 170 luôn, 289 170. Con này không có cái xích. Chạy không đủ tua anh em nha. Rồi con này 290 120 luôn. 120 750W này, Ryobi. Vậy thôi. Đó, 120.
này made in USA luôn em. Nè, xích nó sét quá nè, mà giờ tháo vòng xích ra là nó chạy á. Đấy, mất cái nắp này nữa nè, gãy cái tay. Nó là Toshiba USA nè em nha, dây điện thì nó cũng dài luôn. Rồi con này đợi cho anh em 150 luôn, 291 150, 291 150k luôn. Rồi 292 con này có xích nè, hàng Trung Quốc có xích. Rồi, xích bây giờ cũng bỏ đi nè em ơi, còn anh em vệ sinh lại nó cũng hơi cực tí. Đấy, vệ sinh xong rồi phải mài lum ấy. Gắn nó vô luôn em, thích nó lo. Rồi con này có lửa luôn, 292 130 luôn à. Con này em dục đi em ơi, trả đi. Rồi 90 luôn em ơi, gãy tay chạy ok nha. Đó. Giờ tỉa rào sơ sơ nè, dùng đơn cho nó đủ. Con này bỏ đi em, để rồi. Lấy mấy con kia bỏ qua đây cho đủ mã 300 luôn em ơi. Lấy mấy con nhỏ nhỏ bên kia bỏ qua đây. 293 rồi hả, 7 con nữa, lấy con nào cũng được, lấy 7 con nữa. Bỏ qua cho đủ mã 300. 300. Đây nè. Đấy. Rồi con này nặng lắm nè em ơi, đời SDK này, hàng SDK. Rồi, sát 60k luôn. Nặng lắm nè, con này nặng 294 60 luôn em nha. Rồi 295, con này Toshiba. Đấy. Toshiba con này. Rồi, đầy đủ 80 luôn em ơi, Toshiba 80. 295 80. Rồi 296. Con này quay được anh em ơi. Đấy. Rồi 60 luôn. 296 60k sát luôn. Rồi 297. Con này Makita quay được anh em ơi. Đấy, mất luôn cái công tắc ở đây. Rồi con này 120 anh em nha. Mất công tắc rồi. Đây, ốc này bị xuất ra ngoài nữa nè. Cốt thì quay được. 297 120. 298. Con này cốt cứng nè, đấy. Dây điện tước nè. Rồi, điếc nha. Đó, đó, chạy đó. Dây điện không ăn nữa nè. Nó ngắn. À, nó ngắn quá rồi nè. Đấy. Rồi 130 đi anh em về nghiên cứu luôn rồi. 130. Cái dây điện gắm vô nó không ăn á, cứng nó ngắn quá. Rồi 130k được cái la luôn. Rồi con này cốt cứng nè anh em ơi, đó cốt cứng 101 luôn. 299 101 luôn. Rồi mã 300. Con này bu lông ô tô 80k. Rồi kết thúc chương trình luôn anh em ơi. 12V bu lông 1/2 mã 300 80k luôn. Đó. 80k. Rồi bên kia còn hai quay nữa. Bây giờ anh em đợi anh xíu. Rồi thôi, em xin kết thúc video ở đây anh em nha. Rồi có gì mai em quay video tiếp anh em. Mai chắc là lửa đóng đồ người kia anh em. Đó. Rồi tiếp. Rồi, em xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một buổi tối nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nha.